Vinh xin chào cả nhà nhá. Hôm nay Vinh xuống vườn đây để bắt gặp được mấy nàng gà đang tắm cả nhà ơi. Giờ thì Vinh chia sẻ cho cả nhà cùng xem cách tắm của những nàng gà này nhé. Giờ mình thì tắm bằng nước. Còn những nàng gà này thì tắm bằng cát cả nhà. Đó. Ở bên đây có một chú gà trống này cả nhà ơi. Đi cho cả nhà cùng xem nào. Sau một thời gian chờ đợi thì đây cả nhà ơi, có thêm hai thành viên tới tắm nào đây. Rồi thì bên đây có thêm một nàng nữa, mới là một anh kẻ dìa trống đẹp trai đấy cả nhà. Thì xin mời cả nhà mình cùng xem nhé.